Trong tập trước, dựa theo vị trí của hai tên gian tế Lưu Kim Bưu và Hứa Lập Quốc, Vương Lâm phát hiện ra chỗ của tên phản đồ Chu Tức đời thứ ba. Hơn nữa Vương Lâm còn nghi ngờ thân phận của hắn chính là trưởng tôn. Nhận thấy lão đang bị trọng thương nặng phải bế quan, Vương Lâm liền nhảy vào tính húc chọn con boss này. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Không ai nhìn thấy hai hàng nước mắt trong suốt từ trong khóe mắt Vương Lâm chảy xuống, rơi vào tinh không mịt mờ, không nhìn thấy bóng dáng. Uyển Nhi, Bình Nhi, các người đừng trách ta. Trong lúc mơ màng dường như có một sức mạnh không thể nói rõ, sau khi khiến cho Vương Lâm dãy giụa không thể hình dung được, cũng đã hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi. Nếu không có lần lựa chọn đầu tiên với đề nghị của Lam Mộng Đạo Tôn, nếu không có Chu Tước đời đầu tiên đã cho Vương Lâm lần khảo nghiệm thứ hai, khiến cho đạo tâm của hắn, khiến cho niềm tin của hắn đã dần đạt tới trình độ của một nhất đại tông sư. Quan trọng hơn đó là nếu không nhìn thấy ký ức của Ti Mặc Tử, thấy được những thứ rất giống với bản thân mình, nếu không có những hình ảnh cho thấy sự lựa chọn con đường khác nhau, thì có lẽ Vương Lâm thực sự đã lựa chọn ở lại trở thành nô bộc của trưởng tôn. Lời nói của trưởng tôn đã điểm lên tử huyệt của Vương Lâm. Mặc dù đã rời khỏi phạm vi của Hỏa Tước tộc, nhưng lập tức liền bị lực xung kích sau khi thánh địa của Hỏa Tước tộc sụp đổ tràn tới từ phía sau. Một ngọn lửa tạo thành hình tròn hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm lao tới, liên tục hủy diệt những bộ lạc của Hỏa Tước tộc ở gần nhất. Ngọn lửa này bùng lên ngập trời ở phía sau lưng Vương Lâm, tiếng ầm vang mơ hồ chậm chậm truyền đến, chấn động cả tinh không. Nhưng Vương Lâm đang mơ màng cũng không hề tỉnh lại chút nào, trái tim hắn giống như đã bị nứt ra, toàn thân đau nhức. Không biết qua bao lâu, vẻ mê man trong mắt Vương Lâm dần dần tiêu tan, thay vào đó là một vẻ ảm đạm. Thương thế trong cơ thể cũng đã tới mức phải được chữa trị, nếu không tu vi sẽ bị thụt lùi không cách nào hồi phục được. Tu đạo tới trình độ của hắn, thương thế tầm thường cũng không có gì đáng ngại, chỉ khi nào bị trọng thương, sự nghiêm trọng của thương thế cũng phải đạt tới mức kinh người, nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng tới tu vi. Cũng may mắn hắn thân là cổ thần, sức hồi phục của thân thể cực kỳ mạnh mẽ, đây cũng là điều khiến cho Vương Lâm so với những tu sĩ khác hoàn toàn khác biệt. Cùng một thương thế, có lẽ người khác phải mất hàng trăm năm mới có thể hồi phục, nhưng đối với hắn thời gian được rút ngắn đi rất nhiều. Uyển Nhi, hãy tin ta có thể làm cho nàng sống lại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng với Bình Nhi, cả nhà sẽ sống trong một sơn thôn không ai nhận ra chúng ta, yên bình mà sống cả đời. Ta còn muốn dạy Bình Nhi khắc tượng gỗ, đem kỹ thuật của phụ thân truyền cho nó. Vương Lâm thì thào, hắn đột nhiên rất nhớ nhà, rất nhớ tinh không trong giới nội. Thái cổ tinh thần này tuy rộng lớn, nhưng làm cho hắn cảm thấy thân thuộc. Ở nơi này, tinh không mịt mù, nhìn không thấy giới hạn, tinh không tối đen, những điểm tinh quang lấp lánh, nhưng không có một chút ấm áp, chỉ có sự lạnh lẽo. Nếu có, thì chỉ có cảm giác cô độc nổi lên trong lòng Vương Lâm. Vương Lâm khi còn sống đã trải qua 2000 năm cô độc, hắn vốn đã quen với sự cô đơn, quen với sự tịch mịch. Vẻ lạnh lùng trên mặt không phải là hắn cố ý giả bộ, mà là sau mấy ngàn năm cô đơn đã dần dần trở thành vẻ mặt của hắn. Vẻ mặt của hắn chỉ có sự lạnh lùng, thậm chí ngay cả tươi cười cũng rất ít. Thứ thủy chung không thay đổi là thứ ẩn giấu rất sâu đằng sau vẻ lạnh lùng kia chính là nỗi bi ai khôn nguôi theo hắn cả đời, không bao giờ vui vẻ. Trong sự đau khổ, thương thế của Vương Lâm càng nặng, hắn lảo đảo bước từng bước, thì triển xúc địa thành thốn rời đi xa vô tận. Trong một vùng tinh không bên trong thái cổ tinh thần, thân ảnh Vương Lâm xuất hiện trên một tu chân tinh bỏ hoang. Tu chân tinh này có lẽ đã từng rất huy hoàng, có lẽ ở đây đã từng có tu sĩ đại thần thông, nhưng giờ phút này hết thảy vinh quang đó cũng đã theo gió bay đi, hóa thành cát bụi, giống như những thành trì không có một chút linh khí kia, như một lão nhân đi tới đường cùng, chỉ còn một chút sức tàn, dãy giụa không muốn chút ra hơi thở cuối cùng. Lúc này, ở phía đông tu chân tinh này, chỗ bị khí âm hàn bao phủ, gió thu từ từ cuốn đi những chiếc lá rụng, màu sắc vàng khô kia nhìn như những đốm trên khuôn mặt của lão nhân, có một hương vị thê lương. Lá mùa thu bị gió cuốn đi, xuyên qua những mảng màu vàng khô, có thể nhìn thấy ở đằng xa có một con sông, nước sông ảo ạt, uốn lượn chảy về hướng bắc. Ở bên bờ sông có một thân ảnh áo trắng, yên lặng ngồi ở đó, để mặc cho những chiếc lá thu vàng khô bay bên ngoài. Vương Lâm nhìn mặt nước, có một vài chiếc lá thu bị gió cuốn đưa tới nơi này, khiến cho những chiếc lá kia tung bay trên mặt sông, sau khi bị thấm ướt phân nửa liền bay về phía xa xa. Lá rụng về cội, chỉ là bị gió đưa tới nơi này, rơi trên mặt nước, chúng có lẽ cả đời này cũng không thể quay trở về được quê nhà, không biết bị đưa tới phương nào, có lẽ vài năm sau sẽ biến mất dưới đáy sông trở thành một phần của bùn đất. Nếu chúng có linh hồn, hồn của chúng sẽ mang theo ý niệm bay ra khỏi mặt nước, trở lại quê hương nơi chúng đã sinh ra. Trên mặt nước phản chiếu thân ảnh của Vương Lâm, diện mạo hắn được phản chiếu rất rõ ràng, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng kia, còn có vẻ bi thương trong mắt dường như cũng dung nhập vào trong mặt nước, trong tiếng ào ào chảy đi xa. Phải quay về thôi, Vương Lâm nhẹ giọng thì thào. Đường về nhà ngoài phong giới đại trận còn có một đường khác, đó chính là ngọc giản mà nữ tử thần bí đã xuất ra trong cái khe ở tầng thứ 9 của Vân Hải tinh vực. Năm đó nữ tử kia đã từng nói cần Vương Lâm giúp đỡ tìm kiếm một vùng đất, đưa cho Vương Lâm ngọc giản này,
cũng nói là ở giới ngoại mở ngọc giản này ra, có thể tránh phong giới đại trận mà quay trở về bên trong cái khe. Vương Lâm đã từng nhiều lần nghiên cứu ngọc giản này, bên trong có rất nhiều cấm chế, có một vài cấm chế ngay cả hắn cũng không thể hiểu rõ. Dường như những cấm chế bên trong cũng không phải tu sĩ giới này có thể nắm giữ, mà đến từ một thế giới khác. Nhưng Vương Lâm đối với cấm chế cũng là bậc đại sư, mặc dù không hiểu rõ, nhưng từ trên đó cũng nhìn ra được ngọc giản này có 7 phần có thể đưa hắn quay trở lại cái khe. Vớt ngọc giản, Vương Lâm không mở ra, mà thu vào trong không gian chữ vật. Cấm chế bên trong ngọc giản này nếu muốn mở ra cần phải có tu vi nhất định. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Vương Lâm ở trạng thái này cũng không cho phép mình xuất hiện trước mặt nữ tử thần bí chưa rõ bạn hay thù kia. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thì thào tự nói, hắn rốt cuộc có phải là trưởng tôn hay không? Nam tử trung niên bị trọng thương bên trong ngọn lửa bảy màu cũng đã thừa nhận thân phận trưởng tôn của hắn, nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, Vương Lâm cũng không khỏi nghi ngờ. Tu vi của người này lúc cao lúc thấp, có thể đối kháng với Nguyên Linh Chu Tước, có thể thi triển mò trăng đáy giếng, còn có thuật tứ đại giai không, biết được chuyện của Tư Mặc Tử, còn biết cả tên mình. Dựa theo những phân tích trên, thì hắn chính là trưởng tôn âm mưu trùng điệp không còn nghi ngờ gì. Hắn tu luyện hỏa thuật, còn có Chu Tước bảy màu biến ảo hiện ra, chắc chắn là Tam Đại Nhiệt Tước. Chỉ là, hắn có thật là trưởng tôn hay không? Vương Lâm sở dĩ phán đoán Tam Đại Nhiệt Tước là trưởng tôn bởi vì hắn đã từng phân tích bên trong thái cổ tinh thần, lai lịch của trưởng tôn là thần bí nhất, chưa người nào biết được hắn là người của tộc nào. Ngoài ra, còn có một việc, năm đó ở vùng đất Yêu Linh, Vương Lâm đã từng gặp một người, người này sau này hắn biết được chính là đệ tử của trưởng tôn. Thứ mà người này thi triển chính là hỏa thuật, quyết không thể tìm được tu sĩ nào có thể tu luyện được đến trình độ như vậy, cho nên trưởng tôn mới có thể biết được thực hư của vùng đất điên lạc, không dám lỗ mãng. Nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy trưởng tôn, Vương Lâm cũng nổi lên sự hoài nghi. Thanh Lâm từng nói, bổn nguyên mà trưởng tôn tu luyện là thái sơ lực, nhưng người này từ đầu đến cuối không hề xuất ra một thần thông nào có liên quan đến thái sơ lực, mà quan trọng nhất là trưởng tôn này mấy vạn năm tu đạo, tâm trí thâm sâu, còn nhiều lần có âm mưu với giới nội. Nam tử trung niên thừa nhận mình là trưởng tôn kia dường như không có cái cảm giác giống như là kiêu hùng này, mà cảm giác dường như cũng không hùng mạnh lắm. Vương Lâm nhíu mày, nửa ngày sau cũng không tìm ra câu trả lời, than nhẹ một tiếng, không suy nghĩ việc này nữa mà lấy từ trong túi trữ vật ra một ít đan dược toàn bộ nuốt vào miệng, ngồi ở đó, bắt đầu nhắm mắt thổ nạp. Gió thu hây hầy, thân ảnh Vương Lâm chậm rãi trở nên mơ hồ, giống như cùng với nước sông bốn phía và gió thu hòa thành một thể. Cho dù là có tu sĩ đến nơi đây cũng không thể phát hiện ra bên bờ sông có một người đang ngồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, thương thế trong cơ thể Vương Lâm vẫn chưa có chuyển biến tốt, chỉ là không còn có thể xấu đi nữa. Nhưng thương thế trên thân thể cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Không tính thuật thần thông của hắn, chỉ cần uy lực của lục tinh cổ thần phát huy ra cũng khiến cho hắn hồi phục được 5 phần. Vương Lâm biết thời gian gấp gáp, mình đã khiến cho người bị nghi là trưởng tôn kia trọng thương. Tất nhiên trong thái cổ tinh thần sẽ dấy lên một cơn sóng lớn. Nhất là hắn lại bị người trong thái cổ truy sát, vừa rời khỏi vùng đất điên lạc, chắc chắn sẽ có người đuổi theo lấy mạng. Còn về vùng đất điên lạc, khi mình rời khỏi, chỉ sợ ở bên ngoài đã có người bố trí phong ấn. Nếu mình tùy tiện quay về thì quyết không thể tiến vào được vùng đất điên lạc, chỉ có tự chui đầu vào lưới. Cho nên hắn tận dụng thời gian khiến cho tu vi của mình nhanh chóng hồi phục. Nhưng tới một ngày, Vương Lâm đang trong lúc thổ nạp đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lóe lên hàn quang. Trong lòng hắn không hiểu sao lại có một cảm giác khiếp sợ. Cảm giác này là một loại dự cảm sau khi hắn tu hành đến trình độ nhất định, từ trong sự mê man có được. Không ổn, Vương Lâm đứng lên, ánh mắt đảo qua bốn phía, thần sắc âm trầm hơn. Bốn phía không biết từ khi nào đã hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả gió thu cũng biến mất. Lúc này đang là đêm tối, trăng sáng trên trời chiếu rọi khắp nơi, ánh trăng chiếu lên mặt đất khiến cho Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng trên mặt sông có gợn sóng chi chít, giống như đang run rẩy bắt đầu chuyển thành chấn động. Lá thu rơi xuống mặt sông không biết từ khi nào xếp thành vòng tròn, chậm rãi xoay tròn. Không cần nghĩ ngợi, thân thể Vương Lâm bước về phía trước, trời đất vạn vẹo, gợn sóng quanh quần. Dưới một bước của Vương Lâm, vốn thân thể sẽ tiêu tan, nhưng trong khoảnh khắc này, ngay khi thân thể sắp dung nhập vào trời đất, chỉ thấy bầu trời ầm ầm chấn động. Trong khi trời đất biến sắc, một cái khe rất lớn đột nhiên quét ngang xuất hiện, một luồng uy áp vô biên giáng xuống tu chân tinh bình thường này. Ở bên trong cái khe còn có một bàn tay to, mạnh mẽ vươn ra, chộp lấy Vương Lâm đang sắp sửa dung nhập vào trong trời đất. Cái khe khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời này truyền ra một thanh âm kinh thiên động địa. Thanh âm này không phải là tiếng rít gào, mà giống như là sói tru, âm u đến cực điểm, khiến cho thân thể Vương Lâm đang dung nhập vào trong thiên địa bị bước ra. Hết thảy chuyện này xảy ra trong nháy mắt, ngay khi thân thể Vương Lâm bị tiếng sói tru kia bước ra, bàn tay khổng lồ kia liền ầm ầm chộp tới. Dường như tất cả đều được tính toán rất hoàn hảo, tìm được Vương Lâm, đoán trước được Vương Lâm sẽ dùng xúc địa thành thốn bỏ chạy, không biết lấy loại thần thông hay pháp bảo gì này phát ra tiếng sói tru ầm vang, cản trở Vương Lâm rời đi.
Trong khoảnh khắc này, cánh tay kia ầm ầm chộp tới, khí tức từ trên cánh tay tràn ra còn ẩn chứa một sức mạnh hương hỏa. Người muốn giết Vương Lâm này không phải là tu sĩ bước thứ hai, mà là tu sĩ bước thứ ba. Nói một cách chính xác, là vừa mới bước vào bước thứ ba, cũng giống như Tư Mã Mặc, là không nhất sơ kỳ. Nhất là trong khí tức của hắn còn tràn ngập một vẻ bạo ngược, lao thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm không chút do dự, xoay mạnh người, vung tay phải lên, trong tay hắn liền xuất hiện một cái móng tay. Cái móng tay này đen kịt, vừa mới xuất hiện liền có khí tức âm trầm tràn ngập, bị ánh trăng chiếu vào. Chiếc móng tay màu đen kia hình như còn có từng trận tiếng kêu thê lương truyền ra. Chiếc móng tay này chính là vật được Đại Hoàng Thượng Nhân ở trước mặt lão chủ tước tặng cho. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, giơ tay phải vung lên, chiếc móng tay kia mang theo tiếng rít gào, ầm ầm lao thẳng tới bàn tay kia. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới mức khó tin. Chiếc móng tay này giấy lên một cơn hắc phong, va chạm với bàn tay kia. Một tiếng nổ ầm vang lên, chiếc móng tay kia đã xuyên thấu bàn tay, ầm một tiếng tan vỡ. Ngay khi nó tan vỡ, một cơn đau nhức lập tức lan ra khắp cả bàn tay, hướng thẳng lên cánh tay. Gió thu thổi qua, cánh tay kia chợt run lên, hóa thành một đám bụi đen kịt tiêu tan. Chiếc móng tay này rất mạnh, vượt ra ngoài dự liệu của Vương Lâm, nhưng bàn tay kia mặc dù tiêu tan, nhưng vẫn thổi tới một luồng khí tức cuồng bạo lên thân thể hắn, khiến cho Vương Lâm phun ra máu tươi. Trong vẻ dữ tợn, tay phải hắn lại một lần nữa vung lên, lập tức cổ tức diệp kia như lưu tinh lao thẳng tới cái khe xuất hiện trên bầu trời. Phong, cổ tức diệp đón gió đột nhiên lớn lên, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, trong tiếng ầm ầm, phong ấn cái khe kia. Ngay khi tiếng rít gào từ bên trong cái khe truyền ra, Vương Lâm từng bước tiến về phía trước, toàn thân dung nhập vào trong thiên địa, ngay lập tức biến mất. Ba nhịp thở sau khi hắn rời khỏi, cổ tức diệp đang phong ấn cái khe trên bầu trời kia hóa thành những điểm tinh quang, tiêu tan không còn. Trong tinh không của thái cổ tinh thần, Vương Lâm bước ra, thần sắc âm trầm, tay phải bấm quyết nói, lạc diệp quy căn, lá rụng về cội. Lập tức ở phía trước người hắn liền có tinh quang bỗng nhiên xuất hiện, biến thành cổ tức diệp, bị hắn cầm trong tay. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang, thân thể cấp tốc hướng về phía trước bay đi, lại một lần nữa sử dụng xúc địa thành thốn, biến mất trong tinh không. Tình trạng lúc này chưa thể quay về cái khe ở Vân Hải, sự truy sát của trưởng tôn mới chỉ xem có thể dẫn dụ ra bao nhiêu cao thủ. Trong lúc bị truy sát, ta sẽ có thể lợi dụng cắn nuốt, hồi phục tu vi. Vương Lâm cười lạnh, trên tu chân tinh hoang phế kia, sau khi cổ tức diệp biến mất khỏi cái khe trên bầu trời, từ bên trong có một thân ảnh đi ra. Thân ảnh này là một đại hán, thân cao 3 trượng, thần sắc dữ tợn, hai mắt lộ ra hàn quang vô tình. Trên mi tâm của hắn có một ấn ký. Ấn ký này không ngờ chính là cái đầu sói màu xanh đáng sợ. Dưới trướng của trưởng tôn có tứ đại thái cổ hung tộc, Phụng Thiên Lang tộc là một trong số đó. Ở trên vai hắn còn có một thiếu nữ đang ngồi, cô gái này toàn thân mặc áo đỏ, tướng mạo cực kỳ quyến rũ, khuôn mặt xinh xắn như trái đào, ẩn chứa sự phong tình mê người, mỗi cử động có thể hút hồn người. Trên mi tâm của nàng cũng có một ấn ký. Ấn ký này là một ký hiệu rất cổ quái, nếu Vương Lâm nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Ấn ký này không ngờ chính là phong diệt tộc cực kỳ thần bí trong thái cổ tinh thần. Năm đó trong thất thải giới, Vương Lâm đã gặp một lão già của phong diệt tộc, hắn đã đem tới cho Vương Lâm một kiếp nạn sinh tử cực kỳ hung hiểm, nhất là đạo thuật của hắn càng khiến cho Vương Lâm nhớ rõ. Nhưng tu vi của nữ tử này vẫn chưa đến bước thứ ba, vẫn chỉ ở thiên nhân đệ tam suy mà thôi. Nàng cầm trong tay một cái la bàn, cúi xuống gõ vào cái, ngẩng đầu cười khẽ nói, hướng chính đông, 197.845 dặm, nhưng cánh tay của ngươi đã trúng độc, chiến lược đã giảm xuống 3 thành, nếu không có ta giúp ngươi, chất độc kia có thể xâm nhập vào trong cơ thể. Đại hán kia hừ lạnh một tiếng, thân thể tiến về phía trước, trong tiếng ầm ầm, trời đất chấn động, mặt đất trên tu chân tinh hoang phế này sụp đổ, trong nháy mắt liền vỡ thành từng mảnh. Tu chân tinh này dưới một bước chân của đại hán kia ầm ầm tan rã, ngay lúc sụp đổ, một lực xung kích khổng lồ khuếch tán ra, nhưng chưa đợi lực xung kích này tràn ra, liền bị đại hán kia vung tay trái lên, ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một quang cầu hư ảo lấp lánh, hướng về tinh không phía trước vung lên. Quang cầu kia rơi vào hư không, phát ra tiếng nổ ầm ầm, khiến cho hư không vạn vẹo bị xé rách, hình thành một cái hố đen chớp tắt không ngừng. Đại hán bước từng bước, trực tiếp đi vào bên trong hố đen. Vương Lâm đang ở trong thái cổ tinh thần này thi triển xúc địa thành thốn tiến về phía trước, lúc này vừa mới hiện thân, liền vung mạnh tay phải lên, đem cổ tức diệp không chút do dự hướng về phía sau vung lên. Đúng lúc này, trong tinh không phía sau hắn đột nhiên có một hố đen xoáy tròn hiện ra, từ bên trong thân ảnh của đại hán Phụng Thiên Lang tộc biến ảo hiện ra. Nhưng ngay lúc vòng xoáy hố đen này xuất hiện, cổ tức diệp đột nhiên rơi lên trên đó. Phong, lời nói của Vương Lâm lạnh lùng truyền ra, nhưng đồng tử trong hai mắt hắn không thể không lóe lên. Hắn mơ hồ thấy được nữ tử ngồi trên vai của đại hán bên trong hố đen, ấn ký trên mi tâm khiến cho tâm thần hắn chấn động, không hề biến sắc. Vương Lâm từng bước bước đi, thân ảnh biến mất, tiếng rít gào từ bên trong hố đen điên cuồng truyền ra,
còn có tiếng ầm ầm vang vọng, nhưng Cổ Tức Diệp vẫn không động đậy chút nào. Một lát sau, cách Cổ Tức Diệp không xa, tinh không gợn sóng, lại xuất hiện thêm một vòng xoáy đen nữa. Đại hán Phụng Thiên Lang tộc thần sắc âm trầm từng bước đi ra, quay đầu nhìn về phía Cổ Tức Diệp. Ngay khi ánh mắt hắn đảo qua, chiếc lá này hóa thành tinh quang tiêu tan. Đáng chết, đây là pháp gì? Tư Mặc Tử đã giao chiến với người này, sao lại không nói ra? Còn có Vân Lạc đại ti kia, sau khi trở về liền lập tức bế quan. Người không nên xem thường người này. Người này nếu như không bị trọng thương, với tu vi của ngươi muốn bắt được hắn sẽ không dễ dàng đâu. Nữ tử kia khẽ cười, cúi đầu nhìn la bàn trong tay, hướng tây bắc, 37.8496 dặm. Đại hán kia lạnh lùng liếc mắt nhìn cô gái trên vai một cái. Tu vi của hắn mặc dù đã đạt tới bước thứ ba, nhưng cũng không dám đắc tội với cô gái này. Cô gái này là thị nữ của Diệu Âm Đạo Tôn, một trong thái cổ ngũ tôn, đột nhiên lại đích thân tới đây, giúp hắn truy sát. Chủ nhân của ngươi chắc đã tới vùng đất cổ mộ kia, ngươi đột nhiên tới tìm ta là có mục đích gì? Nói ra trước đi. Đại hán kia không nóng nảy đuổi theo Vương Lâm, mà bình tĩnh mở miệng. Có phải là vùng đất cổ mộ hay không thì còn chưa rõ, nhưng căn cứ vào một vài điển tịch từ xưa thì mơ hồ cũng có vài phần khẳng định, đừng nói là chủ nhân, rất nhiều cao thủ trong thái cổ tinh thần này cũng đang đi tới nơi đó. Thôi, không nói chuyện này nữa, người kia đã rời khỏi hơn trăm vạn dặm, nếu ngươi không đuổi theo, hắn sẽ có thể trốn mất đấy. Nữ tử kia nhèn miệng cười, thần sắc lại càng quyến rũ động lòng người. Đại hán kia không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nữ tử chằm chằm. Được rồi, thế này đi, chờ sau khi bắt được người kia, ngươi phải để ta lấy tất cả đồ vật trên người hắn. Nếu ngươi đồng ý, sau này đạo tôn sẽ thưởng cho ngươi một lục phẩm đạo linh để đáp tạ. Cô gái trừng mắt nhìn, khẽ cười nói. Đại hán kia trầm mặc trong chốc lát, không nói gì nữa, mà bước về phía trước, hướng tây bắc, 279.8461 dặm. Đây là chỗ một bộ lạc phân tông của Phụng Thiên Lang tộc ngươi. Đại hán hử mạnh một tiếng, trong lúc bước tới hư không phía trước ầm ầm bị xé rách, thân ảnh hắn lập tức biến mất. Trong tinh không của thái cổ tinh thần, Vương Lâm từ trong gợn sóng bước ra, sáu tu chân tinh phía trước sắp thành hình tròn, bên ngoài còn có hào quang của một trận pháp, hiển nhiên là chỗ của một bộ lạc trong thái cổ tinh thần. Liếc mắt nhìn lại, trên trận pháp bên ngoài sáu tu chân tinh kia có một cái đầu sói hư ảo lóe gào mang theo sát khí ngập trời. Trong tiếng gào thét, đại hán này điên cuồng hướng về phía trước phóng đi. Tinh không ầm ầm, giống như dưới bước chân của hắn xuất hiện những dấu hiệu sụp đổ. Ở phía sau hắn còn có một con sói hư ảo màu xanh khổng lồ dữ tợn xuất hiện, thanh lang to lớn cả vạn trượng, cho dù ở trong tinh không không thể hiện rõ sự to lớn của nó nhưng cũng khiến những người chứng kiến chấn động tâm thần. Phía sau sáu tu chân tinh của Phụng Thiên Lang tộc, sương mù màu đỏ ngập trời tỏa ra, thân ảnh Vương Lâm xuất hiện, hai mắt hắn lóe lên hồng quang, thương thế của nguyên thần đã hơi khôi phục, lạnh lùng nhìn lại, hai tay không dừng lại chút nào, vừa lùi lại phía sau vừa hướng về sáu tu chân tinh kia cách không vỗ một cái. Sáu khối tu chân tinh đi trước vừa ầm ầm bộc phát, một tu chân tinh trong số đó dưới chấn động kịch liệt ầm ầm sụp đổ. Lực lượng sụp đổ này cực kỳ kinh thiên, tu chân tinh này không phải là một phế tinh mà lại là một tu chân tinh mà Phụng Thiên Lang tộc vất vả lắm mới có được, tràn ngập linh khí. Lực lượng sụp đổ của nó tu chân tinh hoang phế không thể so sánh nổi, trên đó không chỉ có núi non đại địa mà còn có linh khí nồng đậm tràn ra. Tiếng động ầm ầm vang lên chấn động thiên địa, tu chân tinh này tứ phân ngũ liệt, vô số đá vụn bị cuốn ra, hình thành một cơn lốc thổi tới. Trong nháy mắt khi tu chân tinh này nổ tung, Vương Lâm nắm chắc cơ hội, hắn đã sớm tính rằng đối phương sẽ đuổi theo, sau khi thôn phệ để khôi phục nguyên thần thì lại lưu lại nơi này phục kích đại hán của Phụng Thiên Lang tộc, đợi tới khi hắn tới đây liền đánh tan tu chân tinh này. Nếu chỉ là một tu chân tinh thì không thể thể hiện hết sự quyết đoán và sát khí của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi tu chân tinh đầu tiên nổ tung, năm tu chân tinh còn lại cũng đồng thời ầm ầm bùng nổ, vô số đá vụn bay ra, không ngừng sụp đổ, hóa thành một lực lượng kinh khủng ầm ầm khuếch tán về bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này như là trời sụp, nhưng ngày tận thế đã tới. Sáu tu chân tinh đồng thời nổ tung, hình thành một cơn lốc, bùng lên như một cái miệng khổng lồ lao thẳng về phía đại hán mà cắn nuốt, trong nháy mắt đã nứt trọn hán. Những tiếng chấn động ầm ầm kịch liệt điên cuồng vang lên trong sao trời. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thiên lang gầm rú kinh thiên vang lên. Chỉ thấy trong cơn lốc do sáu tu chân tinh, thanh lang vạn trượng kia dữ tợn lao ra. Bên ngoài tuy không nhỏ đi chút nào nhưng đã trở nên hư ảo hơn phân nửa, ngay cả thần thái cũng ảm đạm đi không ít. Lúc này khi lao ra, vừa giống giận, nó vừa lao thẳng về phía Vương Lâm như thiên lang thôn nguyệt, há to miệng sói, trực tiếp cắn tới. Thấy cái miệng sói kia đã tới gần, sắp nuốt trọn Vương Lâm thì Vương Lâm vừa lui lại vừa cười lạnh, tay phải bỗng nhiên vung lên. Lập tức một cái mai rùa xuất hiện trước người hắn. Cái mai rùa này tỏa ra u quang vạn trượng, như những luồng kiếm quang chiếu về bốn phía, điên cuồng xuyên thấu ra. Ánh sáng lóe lên, cái mai rùa đó lại trở nên hư ảo, điên cuồng bành trướng, bất ngờ hóa thành một con rùa khổng lồ. Con rùa này chính là lão Chu Tước tặng cho Vương Lâm,
vốn là cổ hồn cấm trên đấu trường của đại đế tinh biến ảo ra. Nó che chở Vương Lâm, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng kinh thiên. Thanh lang kia lao tới ầm một tiếng liền cắn vào mai rùa. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này trông vô cùng đồ sộ, sáu tu chân tinh sụp đổ, gió lốc quét ngang, bên ngoài gió lốc là thanh lang hư ảo vạn trượng vô cùng dữ tợn, va chạm mạnh mẽ với cự quy khổng lồ đang gầm thét, tiếng chấn động ầm ầm lan khắp tinh không, hóa thành vô số gợn sóng không ngừng khuếch tán như sóng dữ trên mặt biển rộng. Mai rùa kia chấn động, nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào tay Vương Lâm, hắn cũng nhanh chóng lui lại phía sau. Còn về thanh lang kia, đầu tiên đã bị cơn lốc do tu chân tinh nổ tung tạo thành gây thương tích, lại bị phản chấn do cổ hồn cấm biến thành cự quy gây ra, thân thể đã sụp đổ một nửa, bị cuốn về phía sau vạn trượng. Thân ảnh đại hán của Phụng Thiên Lang tộc từ trong cơn lốc do tu chân tinh nổ tung đi ra, tay phải vung lên, thanh lang vừa mới sụp đổ hơn phân nửa liền trở lại phía sau hắn. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, khóe miệng tràn ra rất nhiều máu tươi, thân thể không ngừng lùi lại phía sau, sóng gợn quanh quần dưới chân, nhưng ngay trong nháy mắt hắn chuẩn bị rời đi bằng xúc địa thành thốn thì ánh mắt hắn lại mơ hồ nhìn thấy thiếu nữ trên vai đại hán. Đồng tử trong mắt hắn co rụt lại, lộ ra tia sáng không thể phát hiện ra. Thiếu nữ đó cũng thật không ngờ trong lúc Vương Lâm chuẩn bị bỏ chạy ánh mắt lại rơi lên người mình. Nếu nàng hiểu được Vương Lâm thì giờ phút này tâm thần ắt sẽ chấn động, có cảm giác không ổn nổi lên. Ánh mắt đại hán Phụng Thiên Lang tộc kia lộ ra sát khí, đang cất bước muốn đuổi theo thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, đã thấy trong cơ thể tràn ngập một ngọn lửa hư ảo. Ngọn lửa này hung hăng thiêu đốt, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân hắn, thậm chí còn bao phủ cả thanh lang đã suy yếu phía sau hắn, khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tu sĩ hư hỏa, đáng chết! Sắc mặt đại hán nọ lập tức tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Thiếu nữ trên lưng hắn cũng nhíu đôi mi thanh tú, lui lại phía sau xa xa, lại thấy Vương Lâm đang chuẩn bị bỏ chạy, ngọc thủ giơ lên vuốt vào mi tâm một cái, nhẹ giọng nói: "Hậu nhân Phong Diệt tộc, gọi về đại thần thông phong ấn của tộc ta, phong ấn đường lui của người này." Chú ngữ của nàng vừa mới đọc tới đây thì đột nhiên Vương Lâm đang lùi lại ở phía sau, hai mắt bừng sáng. Trong nháy mắt khi đôi mắt hắn sáng lên, cơn lốc tạo thành do sao tu chân tinh nổ tung đang lan tràn về bốn phía đột nhiên tỏa ra huyết quang ngập trời. Huyết kiếm kia sớm đã bị Vương Lâm giấu trên một tu chân tinh, dù là khi tu chân tinh nổ tung thì nó vẫn ẩn sâu trong vùng hỗn loạn, mãi không hiện thân. Nhưng lúc này nó đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt huyết quang tỏa sáng tinh không, lao thẳng tới thiếu nữ kia, chớp mắt đã tới sát nàng ta, đâm thẳng tới mi tâm, xuyên thẳng vào. Đột biến này khiến cho thiếu nữ sững sờ đứng đó, huyết quang lóe lên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng xuyên thấu qua mi tâm của thiếu nữ, từ phía sau đầu lao ra, lóe lên bay thẳng về phía Vương Lâm. Theo thân ảnh Vương Lâm dùng xúc địa thành thốn nhanh chóng biến mất. Cảnh tượng này khiến đồng tử trong mắt đại hán Phụng Thiên Lang tộc co rụt lại, tâm thần chấn động ầm ầm, trong lòng cũng dần nổi lên một cảm giác sợ hãi sâu sắc. Rõ ràng là tu sĩ có hư hỏa mà vẫn luôn ẩn nhẫn, đợi cho tới vừa rồi mới đột nhiên thôi động tâm tình của ta. Trong lúc ta toàn lực áp chế hư hỏa thì không ngờ hắn đã sớm ẩn chứa bảo kiếm trong tu chân tinh, lóe lên một cái liền lấy mạng thị nữ của Diệu Âm đạo tôn, đúng là tâm cơ thật quá thâm trầm. Bảo kiếm nọ không ngờ lại là một thứ dị vật, có tốc độ nhanh như vậy, lại sắc bén tới cực điểm. Người này biết ta là tu sĩ bước thứ ba, có lẽ có thủ đoạn chống được huyết kiếm đó, vì vậy để đảm bảo sát thương, hắn bỏ qua không đánh lén ta mà lại hủy diệt nữ tử này. Trong mắt đại hán lộ vẻ kiêng kỵ, hắn kiêng kỵ không phải là tu vi của đối phương, mà là tầng tầng lớp lớp thủ đoạn được che giấu của đối phương và tâm cơ thâm trầm như biển của Vương Lâm. Hắn không biết là Vương Lâm ngoài việc biết bản thân không thể giết đại hán thì còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, đó là Vương Lâm nhận ra ấn ký trên mi tâm của thiếu nữ. Ấn ký này đại biểu cho sự cường đại và đáng sợ khắc sâu trong trí nhớ của hắn, chính là Phong Diệt tộc. Đây là một trong những chủng tộc hiếm thấy của Thái Cổ, số lượng lại cực kỳ thưa thớt. Sự có mặt của nữ tử này khiến cho hết thảy thần thông của Vương Lâm có thể bị phong ấn, mà một khi bị phong ấn thì hậu quả không thể đoán trước. Thậm chí Vương Lâm cho rằng nữ tử này tuy tu vi không cao nhưng sự uy hiếp của nàng đối với hắn không kém so với đại hán có tu vi bước thứ ba không nhất kia. Thật là một kẻ nhẫn tâm. Một tiếng thở dài sâu kín từ trên vai đại hán Phụng Thiên Lang tộc truyền ra. Thiếu nữ mà mi tâm bị xuyên thấu, máu chảy ra khiến người khác nhìn mà giật mình. Đôi mắt vừa rồi còn ảm đạm vô thần giờ lại long lanh đầy sức sống. Vết thương trên mi tâm nàng đang khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, cuối cùng hoàn toàn khôi phục, nhưng để lại một vết sẹo vĩnh viễn nằm ở đó. Vết thương ở phía sau đầu nàng cũng khép lại như vậy. Thiếu nữ giơ tay vuốt lên máu tươi ở vết sẹo trên mi tâm, đưa vào miệng mút mút. Tâm cơ và tính toán rất kinh người, hắn đã sớm tính ra lộ tuyến chúng ta đuổi theo. Đầu tiên là sáu tu chân tinh này đã lưu lại cấm chế, trong nháy mắt chúng ta tới nơi này thì nương theo sự hỗn loạn khi tu chân tinh nổ tung mà không lưu ý đến phi kiếm ẩn trong đó, đây mới đúng là mục đích của hắn. Ánh mắt thiếu nữ lóe sáng, hắn hẳn là biết ta là tộc nhân của Phong Diệt tộc, bố cục này chính là để giết ta.
Khóe miệng nữ tử lộ ra một nụ cười động lòng người, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kiêng kỵ không thể che giấu. Tâm cơ thật là thâm trầm, một khi đã coi là địch nhân thì quyết đoán tàn nhẫn. Nhân vật như vậy không dễ chọc, chúng ta đã xem thường hắn rồi, ngay cả chủ nhân cũng đã xem thường hắn. Nếu không phải Phong Diệt tộc ta có mệnh ba hồn thì vừa rồi ta đã chết rồi. Thiếu nữ cắn răng, thần sắc tuy chấn định nhưng tâm thần lại tràn ngập sợ hãi. Trong nháy mắt vừa rồi căn bản nàng ngay cả cơ hội suy nghĩ cũng không có, trong nháy mắt đã chết một lần. Loại chuyện này cả đời này nàng mới lần đầu gặp phải. Đuổi theo, dù là chân trời góc biển cũng phải giết chết hắn. Phía đông bắc, trong 173.4532 dặm, người này tâm cơ quá sâu, hết thảy đều phải đề phòng. Sợ là lộ tuyến bỏ chạy của hắn cũng có hàm nghĩa khác phương hướng này. Nữ tử nhẹ giọng nói, bàn tay nàng cầm la bàn nhẹ nhàng run rẩy. Nàng ngẩng phát đầu, nhìn về phía đông bắc, nơi đó là hướng cổ mộ. Hắn vì sao lại trốn vào trong đó? Đại hán Phụng Thiên Lang tộc trầm mặc, từng bước đi về phía trước. Tinh không ầm ầm chấn động, bị hắn mở ra một cái khe để hắn rời đi. Cái khe đó sau khi thu lại, tinh không bình tĩnh trở lại, chỉ còn cơn lốc do tu chân tinh nổ tung biến thành kia còn đang lan tràn ra. Bên ngoài cái khe cổ mộ tràn ngập sương mù dày đặc, sương mù này vẫn quay cuồng cuồn cuộn, bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Cho dù là tu sĩ bước thứ ba thì dưới lực lượng này nếu không cẩn thận cũng sẽ bị cuốn vào trong sương mù. Đám sương mù này dày đặc, tràn ngập trong vòng 10 vạn dặm. Ở bên ngoài có rất nhiều tu sĩ của thái cổ tinh thần đang đứng, chưa người nào chú ý tới giờ phút này ở sâu bên trong sương mù, trong cổ mộ có kịch biến đang xảy ra. Một lát sau, một luồng khí tức khiến cả thái cổ ầm ầm chấn động bộc phát, một cơn cuồng phong ầm ầm tràn ra từ trong cái khe cổ mộ. Tử khí tích tụ qua vô tận năm tháng ở nơi này, dung hợp với oán khí của rất nhiều đầu lâu của cổ thần và cổ ma, cổ yêu chết đầy phẫn nộ ở đây, khiến cho cơn lốc này điên cuồng lao ra khỏi cái khe, xé tan tầng sương mù bên ngoài. Sương mù dày đặc khắp 10 vạn dặm tinh không bị cơn lốc này tràn ra, lập tức vang lên tiếng động ầm ầm kinh thiên. Tiếng ầm ầm này lúc đầu còn yếu ớt nhưng trong nháy mắt liền vang vọng, chấn động cả 10 vạn dặm tinh không. Sương mù cuồn cuộn, dường như có một linh hồn đang phẫn nộ gầm thét, quét ngang cả tinh không. Sương mù kia bắt đầu chuyển động mạnh mẽ, với tốc độ cực nhanh tràn về bốn phía. Vốn tu sĩ ở ngoài 10 vạn dặm sương mù vẫn luôn quan sát chăm chú, thậm chí còn có vài người cá biệt tiến vào trong sương mù quan sát. Nhưng lúc này khi sương mù bắt đầu cuốn tới, sắc mặt đám người này đều đại biến, vội vàng lui lại phía sau. Cổ mộ mở ra, khiến hầu hết tu sĩ có đại thần thông ở thái cổ tinh thần chú ý. Trong thời gian này đều bỏ qua tất cả mọi chuyện mà chạy tới nơi này. Nhưng trong lúc này, những người có đại thần thông chạy tới nơi này tâm thần đều chấn động, không thể không lùi lại khi sương mù đang đánh tới. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sương mù giống như đang sụp đổ, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, ầm ầm điên cuồng xoay chuyển. Một lão già đạt tới tu vi thiên nhân tứ suy lui lại phía sau không kịp, bị cơn lốc sương mù kia quét tới, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân run rẩy, huyết nhục trong nháy mắt bị ăn mòn, hóa thành một bộ xương vô thần, bị sương mù cuốn đi. Dưới sương mù cuồn cuộn này, vô số cái chết thê thảm cũng diễn ra khắp nơi. Mắt thấy cơn lốc sương mù không ngừng khuếch tán ra, điên cuồng tăng mạnh trong khắp 10 vạn dặm, 30 vạn dặm, 50 vạn dặm, 100 ngàn dặm, không chút ngừng lại, sương mù lần này tăng lên gấp bội, 200 vạn, 300 vạn, 500 vạn cho tới 1.000 vạn dặm, mấy ngàn vạn dặm đều tràn ngập sương mù. Rất nhiều tu sĩ đã hóa thành xương khô, tan thành mây khói, tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt. Có thể nói, hạo kiếp này quá quỷ dị, nhưng cũng không phải là tu sĩ nào bị cuốn vào trong sương mù cũng tử vong. Hầu như cứ trong 10 người lại có một người từ trong sương mù lao ra, trên thân thể không có chút thương thế nào mà lại tràn ngập sinh cơ, dường như trẻ lại ngàn năm vậy. Trên mi tâm họ đột nhiên xuất hiện một cái ấn ký cổ quái, thoạt nhìn trông giống như một con số. Mà đúng nó chính là một con số. Hễ những người mà trên mi tâm có ấn ký hình số này thì lập tức bên ngoài thân thể sẽ xuất hiện một lực lượng không thể chống nổi, trực tiếp bị hút vào trong trung tâm của dòng xoáy cả mấy ngàn vạn dặm này. Thiếu niên phân thân của Diệu Âm Đạo Tôn nọ lúc này nhanh chóng lui lại phía sau, sắc mặt hắn âm trầm, rời khỏi khoảng cách mấy ngàn vạn dặm nhưng vẫn không cam lòng rời đi. Đúng là vùng đất cổ mộ, nơi này nhất định là nó. Nghe đồn vùng đất cổ mộ từ khi mới có trời đất tới nay chỉ mới mở ra một lần, hễ là người tiến vào trong đó đều gặp được may mắn vô cùng, có pháp bảo, đan dược, lại còn có rất nhiều thuật thần thông, thậm chí bên trong đó còn ẩn chứa cả phương pháp khiến cho tu sĩ bước thứ ba tiến vào không kiếp đại cảnh. Thần sắc Diệu Âm Đạo Tôn âm tình bất định, nhanh chóng lui lại phía sau. Hắn cắn răng một cái, vung tay lên, chưa thấy hương hỏa giới mở ra nhưng đã có hương hỏa lực nồng đậm vờn khắp toàn thân, hình thành một đám hương hỏa hồn dày đặc vờn quanh bên ngoài cơ thể hắn. Liếc mắt nhìn lại, đám hương hỏa hồn này không ngờ đều là nam tử tuấn mỹ, số lượng vượt quá cả 100 triệu người. Lao lên, thần sắc Diệu Âm Đạo Tôn vặn vẹo, bước về phía trước một bước, không lùi lại nữa mà lao thẳng vào trong sương mù. Vừa mới đụng vào sương mù này, cả 100 triệu hương hỏa hồn bên ngoài thân thể hắn liền kêu lên từng tràng thảm thiết. Từ trong sương mù liền trào ra một lực lượng cường đại không thể hình dung nổi,
không người nào có thể chống nổi. Lao về phía trước, thân thể Diệu Âm Đạo Tôn ầm vang kinh thiên, bốn phần hương hỏa hồn đều bị hủy diệt không còn. Sắc mặt Diệu Âm Đạo Tôn tái nhợt, giờ phút này hắn gần như mới chỉ bước được bước thứ ba, gầm nhẹ một tiếng, lại bước thêm một bước nữa, hai tay bắt quyết, đánh ra đạo thuật. Nhưng trong nháy mắt khi bước thứ tư hạ xuống, lực lượng khổng lồ từ trong sương mù truyền ra đánh lên người hắn, hương hỏa hồn còn lại ngoài cơ thể hắn trong tiếng ầm ầm toàn bộ hủy diệt. Diệu Âm Đạo Tôn phun một ngụm máu tươi, thân thể vội vàng lùi lại phía sau, không thể mạnh mẽ xông vào, đánh cuộc một lần hay không. Lùi về phía sau, một lựa chọn gian nan xuất hiện trước mắt Diệu Âm Đạo Tôn, cho dù có từ bỏ một phân thân, bổn tôn cũng muốn thử một lần. Thần sắc Diệu Âm Đạo Tôn vặn vẹo, thân thể dữ tợn lao về phía trước, không thi triển bất cứ thần thông nào, trực tiếp tiến vào trong sương mù. Thân thể của hắn bị sương mù ập tới liền run rẩy kịch liệt. Tu vi của phân thân này của hắn đã đạt tới không linh trung kỳ, nhưng giờ phút này bị sương mù bao phủ liền điên cuồng tụt xuống, không linh sơ kỳ, không niết viên mãn, không niết hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ. Chỉ trong nháy mắt tu vi của hắn đã suy yếu tới 9 lần, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng héo rũ, không còn vẻ phong độ như trước kia. Ở mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một tiêu ký, trong nháy mắt tiêu ký này xuất hiện, lực hút đã tới, cuốn thân thể hắn vào trong trung tâm của cái khe. Ta hiểu rồi, tu vi bước thứ ba có thể hóa giải lực lượng của sương mù này, nhưng bên trong vùng đất cổ mộ này hạn chế cao nhất để tiến vào chính là không niết sơ kỳ. Cảnh tượng giống như vậy trong sương mù ngàn vạn dặm cũng phát sinh ở vài nơi. Ở hướng tây, có một mãnh thú thân thể khổng lồ như một thu chân tinh, vọng nguyệt, trên lưng nó chính là lão già mặt âm dương, cũng nhìn ra mánh khóe của sương mù này, ánh mắt lóe lên, quyết định, hai tay bắt quyết rất nhanh, đồng thời ở mi tâm cũng ầm ầm lao ra vũ đông thiện, cực hiền thiên chui vào trong cơ thể vọng nguyệt. Xong việc này, sắc mặt lão già tái nhợt, vội vàng lui lại phía sau, quát khẽ, vũ đông thiện, cực hiền thiên, vọng nguyệt thú, ba người tiến vào trong cổ mộ, sương mù ầm ầm đánh sâu tới. Trên mi tâm của vọng nguyệt và hai người kia đồng thời xuất hiện số hiệu, bị lực hút hút vào sâu trong sương mù. Thân thể lão già kia lùi lại phía sau, thân ảnh biến mất rời xa khỏi phạm vi sương mù. Khi xuất hiện đã ở trên một tu chân tinh cực xa, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Còn có lão già mặc da thú mà lão Chu Tước gọi là Đại Hoang Thượng Nhân cũng nhìn đám sương mù này, ánh mắt lóe sáng. Cả đời hắn tu đạo không có phân thân, lại càng không dám làm suy yếu tu vi bản thể để tiến vào trong vùng đất cổ mộ đầy cơ duyên và nguy cơ tử vong này. Nhưng hắn cũng không ngừng lại mà giơ tay phải lên, mỗi lần giơ lên, dù là tu sĩ đã lùi ra cách sương mù rất xa cũng bị hắn bắt lấy, trực tiếp ầm ầm ném vào sương mù. Đám người này kêu lên thảm thiết, hóa thành xương trắng. Nhưng sau khi 7 người bị như vậy, tới người thứ 8 thì thân thể một tu sĩ bị lão già bắt được chấn động, không tử vong mà trên mi tâm xuất hiện một con số. Tu sĩ này là một lão già sắc mặt vàng vọt, giống như bị bệnh nặng lâu ngày vậy. Ngay trong tích tắc thì trên mi tâm hắn xuất hiện ký hiệu, hàn quang trong mắt Đại Hoàng Thượng Nhân lóe lên. Một đám nguyên thần từ trong cơ thể hắn lao thẳng tới lão già sắp bị hút vào trong sương mù, nhảy thẳng vào mi tâm hắn, trực tiếp đoạt xá. Thân thể lão già kia run rẩy, trong tiếng thét thảm thiết liền biến mất trong sương mù. Sắc mặt Đại Hoang Thượng Nhân cũng hơi tái nhợt đi, xoay người biến mất khỏi nơi này. Tu sĩ bước thứ ba đều thể hiện thần thông như vậy, sương mù cuồn cuộn tràn ngập mấy ngàn dặm song vẫn không đình chỉ mà lại một lần nữa ầm ầm khuếch tán ra, dường như không có bến bờ. Thân ảnh Vương Lâm lúc này trong một khoảng tinh không vặn vẹo liền biến ảo ra, vừa xuất hiện hắn không dừng lại chút nào mà phóng thẳng về phía trước, nhưng đi được gần trăm trượng thì đồng tử trong mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, ngẩng phát đầu nhìn về hướng xa xa, chợt thấy trong tinh không như có vạn mã buôn đằng, cuốn lên mây mù tràn ngập. Đây là thứ gì? Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn trước khi bỏ chạy đã phân thần thức ra dung nhập vào thiên vận tử, mơ hồ tính ra là nên chạy theo hướng này, đối với hắn có ích lợi vô cùng. Đúng lúc này thì đột nhiên tinh không bị xé tan, vạn vẹo sụp đổ, đại hán Phụng Thiên Lang tộc bước ra, nữ tử trên vai vẫn chưa tử vong, nhưng quỷ dị là ngồi trên đó nhưng ẩn đi, rất khó phát hiện. Đại hán Phụng Thiên Lang tộc sau khi xuất hiện thì cũng nhìn thấy cơn lốc phía xa xa, thần sắc lập tức có biến hóa. Hắn hình như hơi do dự, nhưng rất nhanh liền lao tới Vương Lâm, tay phải giơ lên bắt quyết, thân thể lại truyền ra tiếng sói chu. Bát phương cực lang đạo, đại hán Phụng Thiên Lang tộc quát khẽ, tinh không bốn phía ầm vang, tám hư ảnh sói lớn mấy ngàn trượng đột nhiên biến ảo ra, vườn quanh tám hướng, cầm giống lao tới Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể hóa thành lưu tinh vọt tới, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hẳn lên, chỉ thấy cơn lốc sương mù từ xa xa trong nháy mắt ầm ầm tràn tới tám con thanh lang kia. Ầm ầm ầm, cơn lốc đánh tới khiến tám con thanh lang lập tức tan tành, sau đó trong tiếng ầm ầm tiếp tục cuốn tới người đại hán Phụng Thiên Lang tộc đã biến sắc, đang lùi lại phía sau. Đại hán này không biết sự quỷ dị của sương mù, nhưng phát hiện ra trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, tốc độ của hắn chậm hơn cơn lốc bị sương mù lao tới, tu vi hắn vốn là không niết sơ kỳ, không thể suy yếu nữa. Trên mi tâm đột nhiên xuất hiện ấn ký,
nhưng trên vai phải hắn đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Trong tiếng kêu thảm thiết ẩn chứa trong cơn cuồng phong ầm ầm chuyển động, chỉ thấy bên trong đám sương mù, thiếu nữ vốn vẫn ẩn mình đang có âm mưu với Vương Lâm ngồi trên vai phải của đại hán Phụng Thiên Lang tộc kia, thân ảnh bị bước ra khỏi đám sương mù của vùng đất cổ mộ. Bất luận tu vi như thế nào cũng đều phải trải qua khảo nghiệm, ngay cả cao thủ bước thứ ba cũng phải như vậy, huống chi chỉ là một nữ tử của phong diệt tộc này. Thân ảnh nàng vừa mới xuất hiện liền ngay lập tức chấn động, toàn thân lập tức héo rũ, trong nháy mắt đã bị sương mù ăn mòn hoàn toàn, trở thành một bộ xương khô. Nhưng bên trong đám sương mù, thiếu nữ này lại một lần nữa tử vong, nhưng xương cốt vẫn không tiêu tan, mà ngay lúc tử vong, từ bên trong tản mát ra từng trận ánh sáng màu xám. Trong nháy mắt, máu thịt bỗng nhiên sinh ra một cách quỷ dị, gần như ngay lập tức, thiếu nữ vừa mới chết đi kia lại sống lại, ánh mắt nàng lộ ra vẻ sợ hãi khó mà kìm nén được. Chỉ trong thời gian ngắn, lần thứ nhất nàng bị Vương Lâm giết chết một lần, vốn vẫn còn là may mắn, nhưng vừa rồi bị sương mù tấn công tới, lập tức không có một chút sức lực nào chống cự mà tử vong. Phong diệt tộc có ba mạng, bây giờ đã chết mất hai, nhưng tất cả chuyện này không phải là nguyên nhân khiến nàng sợ hãi. Giờ phút này cái mà nàng sợ hãi đó là mặc dù còn sống, vẫn còn có một mạng cuối cùng, nhưng nàng vẫn còn ở trong đám sương mù. Đám sương mù này giết người vô hình, cho dù nàng vẫn còn sống, nhưng nếu lại bị đám sương mù này tấn công tới thì chắc chắn sẽ chết thực sự. Vì thế ngay khi sống lại, thiếu nữ này lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về phía sau, muốn rời khỏi đám sương mù này. Nhưng tốc độ của đám sương mù sao nàng có thể sánh được, thân mình nàng vừa mới xuất hiện trở lại, chưa kịp lui lại phía sau, lập tức đám sương mù kia đã dũng mãnh nhập vào trong cơ thể. Ánh mắt thiếu nữ kia lộ ra vẻ tuyệt vọng, phong diệt tộc của nàng có thể nói là thân thể bất tử. Nhưng lúc này, nỗi sợ hãi cái chết cũng là ngập trời. Hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới mức khó tin, thiếu nữ kia lại một lần nữa bị đám sương mù bao phủ, vốn đã vô cùng tuyệt vọng. Nhưng sương mù trong cơ thể chuyển động đột nhiên rời khỏi, chẳng những nàng không chết, ngược lại còn có một sức sống nảy sinh bên trong cơ thể, dũng mãnh nhập vào mi tâm, hình thành những ký hiệu con số. Trong thời gian ngắn ngủi này, thiếu nữ đã trải qua khoảnh khắc sinh tử, mồ hôi thấm ướt quần áo, tinh thần chưa kịp phục hồi lại, lập tức liền có một lực hút bao phủ toàn thân, trong sự hoảng sợ không thể dãy dụa, trực tiếp bị hút vào sâu bên trong đám sương mù. Còn có đại hán của Phụng Thiên Lang tộc kia, trước nữ tử kia một bước đã bị hút vào sâu bên trong đám sương mù. Cảnh tượng này Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt lóe lên, cảnh tượng nữ tử kia sống lại khiến cho tâm thần hắn chấn động. Trước đây ta đã giết cô ta một lần, nay đám sương mù quỷ dị kia lại giết cô ta một lần nữa, chẳng lẽ cô ta bất tử? Phong diệt tộc thảo nào quá mức hùng mạnh. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô ta không phải là làm bộ, ánh mắt tuyệt vọng kia cũng là từ trong nội tâm lộ ra, nữ tử này nếu chết một lần nữa, chắc chắn sẽ không thể sống lại. Vương Lâm quan sát rất kỹ, tâm cơ thâm trầm, phân tích ra điều này với hắn không phải là việc khó. Điều làm cho hắn thực sự khó hiểu là tình trạng của mình lúc này. Hắn bị đám sương mù kia xông tới, nhưng sau khi đám sương mù này nhập thể lại không hình thành những ký hiệu con số trên mi tâm, mà hóa thành một luồng sức mạnh cổ thần, ngay lập tức bị tinh điểm trên mi tâm hấp thụ. Nhưng trong sức mạnh của cổ thần này lại tồn tại rất nhiều tử khí, còn có oán khí tràn ngập. Sau khi Vương Lâm hấp thụ, trong cơ thể liền nảy sinh một sự bạo ngược, như thể hóa thành một luồng khí tức cuồng bạo, ầm ầm trong đầu. Nếu hắn không áp chế nhanh, ngay lập tức ngăn cản sự hấp thụ, thì khí tức kia sẽ nhiễu loạn tâm thần. Tuy nói là như vậy, nhưng sau khi xua tan luồng sức mạnh cổ thần cuồng bạo này, trong đầu hắn lại có một sự sáng tỏ trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng, giống như là đã thông suốt. Trên mi tâm của hắn không có một ký hiệu con số nào, vì thế sẽ không bị lực hút kia tác động. Thân mình ở trong đám sương mù, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong đầu không ngừng phân tích. Dần dần, hai mắt càng ngày càng phát sáng, nhớ lại những ký hiệu con số cùng với phương vị của nơi này, đồng tử trong mắt cũng co rụt lại. Những ký hiệu con số kia người ngoài nhìn không hiểu, nhưng rõ ràng là những chữ cổ văn. Nơi này chẳng lẽ chính là phương hướng rời khỏi vùng đất cổ mộ theo như lời của Tham Lang nói? Tâm thần Vương Lâm ầm ầm chấn động, hắn xoay mạnh người, quắc mắt nhìn thẳng vào sâu bên trong đám sương mù về hướng đại hán của Phụng Thiên Lang tộc cùng với nữ tử kia. Khó trách trên mi tâm của ta không xuất hiện những ký hiệu cổ văn kia, khó trách đám sương mù kia sau khi tiến vào trong cơ thể ta liền hóa thành sức mạnh cổ thần. Con số trên mi tâm của đại hán kia là 14, trên mi tâm của nữ tử kia là 2. Vương Lâm liếm liếm môi, trầm ngâm hồi lâu. Nơi đây nguy cơ trùng điệp, vùng đất cổ mộ kia lại càng hung hiểm hơn đi, hay là không đi? Vài nhịp thở sau, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán. Tính cách của hắn vốn là như vậy, tìm phú quý từ trong hung hiểm. Nếu bỏ qua không tiến vào vùng đất cổ mộ, muốn nó mở ra một lần nữa, không biết sẽ phải chờ tới khi nào, thậm chí cả đời này chỉ sợ là cũng không còn cơ hội như vậy nữa. Ánh mắt lóe lên, thần sắc Vương Lâm lạnh lùng, bay thẳng vào sâu bên trong đám sương mù. Càng nguy hiểm càng cho thấy có nhiều cơ may và cơ duyên. Để Vương Mỗ ta xem vùng đất cổ mộ rốt cuộc có sự đáng sợ hay tạo hóa gì. Ta thân là cổ thần,
tiến vào nơi này tất nhiên so với người khác tốt hơn rất nhiều. Thân mình Vương Lâm như cá bơi trong nước, nhanh chóng tiến về phía trước, kiên quyết bỏ qua việc hấp thụ đám sương mù tràn đầy tử khí vào oán khí này. Mặc dù đám sương mù này có thể khiến cho sức mạnh cổ thần của hắn mạnh thêm, nhưng Vương Lâm hiểu được chỉ sợ thần trí sẽ không thuộc về mình nữa, mà sẽ bị tử khí cùng oán khí kia thao túng, trở thành một cái thay sống. Tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, nhưng thần sắc cũng cẩn thận hơn, tuy không phải quá mức cẩn trọng, nhưng cũng không gần như vậy. Cả đời này hắn chính là dựa vào cẩn thận mới có thể vượt qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử. Nếu là lỗ mãn, chỉ có kế hoạch đối với người bị nghi là trưởng tôn kia. Đây là một ý niệm điên cuồng lóe lên trong đầu hắn, không có một âm mưu gì từ trước. Nói một cách chính xác là sau khi nói chuyện với nhất đại chủ tước đột nhiên nảy sinh. Trong lòng hắn, vì việc này còn nghĩ ra không ít ý tưởng và lý do rất tự nhiên, còn dung nhập vào hồn phách của thiên vận tử đến tiến hành kế hoạch, thậm chí còn đưa ra một chủ ý. Nếu như nơi đó thật sự có trưởng tôn đang bế quan, nếu thương thế của hắn đã có chút hồi phục, thì mình sẽ lập tức lấy ngọc giản kia chạy trốn về giới nội. Hết thảy chuyện này dường như đều là ý tưởng của bản thân hắn, tự nhiên xuất hiện. Nhưng sau khi chạy ra khỏi thánh địa của hỏa tức tộc, từ lúc Vương Lâm bắt đầu hoài nghi nam tử trung niên kia có phải là trưởng tôn hay không, trong đầu hắn cũng hiện lên một nghi ngờ đáng sợ, khiến cho thân thể hắn lạnh toát. Sao ta lại có thể làm một việc điên cuồng như vậy? Nhưng nghi ngờ này vừa xuất hiện liền lập tức tiêu tan trong đầu hắn, dường như bị một vấn đề khác làm nhiễu loạn, khiến cho hắn quên đi. Ngay khi nghi ngờ thân phận của trưởng tôn liền có một sự nghi ngờ khác xuất hiện, nhưng sau khi tiến vào bên trong đám sương mù, trong đầu hắn cũng đột nhiên hiểu rõ, dường như bên trong đám sương mù này cùng với ngoại giới là hai trời đất khác nhau. Trong lúc mơ màng liền có một luồng sức mạnh không biết từ lúc nào giáng xuống cơ thể Vương Lâm, sau khi tiến vào bên trong đám sương mù lập tức bị ngăn trở. Sự tiêu tan của sức mạnh này khiến cho nghi ngờ vốn đã tiêu tan kia lại một lần nữa dâng lên, càng ngày càng đậm, gần như chỉ trong chốc lát, hắn đã toát mồ hôi lạnh. Quay mạnh đầu lại, Vương Lâm nhìn chằm chằm đám sương mù quay cuồng phía sau, ánh mắt hắn dường như có thể xuyên thấu vô tận, nhìn thấy thái cổ tinh thần yên bình kia. Hồi lâu sau, Vương Lâm thu ánh mắt lại, ánh mắt hắn lộ ra một tia sợ hãi. Cảm giác này cả đời hắn chưa bao giờ có. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng sau khi hắn đi tới thái cổ tinh thần, Vương Lâm có một cảm giác như có một sức mạnh ở trong hư vô thao túng bản thân mình. Trầm mặc trong chốc lát, vẻ sợ hãi trong mắt Vương Lâm bị hàn quang thay thế. Cẩn thận trầm ngâm hồi lâu, xác định là chuyện tiến vào vùng đất cổ mộ này là quyết định của hắn sau khi đã tự phân tích, không phải là sau khi sự mơ màng xuất hiện, rồi xoay người tiến thẳng vào sâu bên trong đám sương mù. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, như thể hóa thành một đạo cầu vồng, không ngừng tiến gần vào chỗ sâu bên trong đám sương mù. Nhìn thấy những tu sĩ đang giãy giụa, bị lực hút hoành hành, gào thét lướt qua bên người, trên mi tâm của những người này đều có những con số 4, 5, 7, 1. Vương Lâm trong lúc trầm mặc dần dần đi tới chỗ sâu nhất bên trong đám sương mù, thấy được xa xa bên trong đó có một cái khe rất dữ tợn. Thế giới bên trong cái khe đó không có sương mù, nhưng có từng trận sóng gợn. Mặc dù như vậy, nhưng Vương Lâm cũng có thể nhìn thấy trên những tảng đá trôi nổi bên trong đó là những cái đầu dữ tợn trải khắp vùng đất cổ mộ. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, cất bước tiến vào bên trong cái khe. Đột nhiên sương mù bốn phía ẩm vang, Vương Lâm quay mạnh đầu lại, hai mắt co rụt lại, chỉ thấy sương mù ở phía sau cuộn lên, trong tiếng ẩm vang không ngừng, từ bên trong có một người chậm rãi đi ra. Người này là một văn sĩ trung niên, nhưng bộ dạng cũng cực kỳ mỹ miều, mơ hồ có ẩn chứa nữ tính. Nhưng lúc này sắc mặt hắn có hơi tái nhợt, hiển nhiên là đi tới nơi này đối với hắn quả thật rất gian nan. Bên ngoài thân thể hắn có 9 pho tượng kỳ dị vờn quanh, những pho tượng này không có tóc, hoặc tức giận, hoặc vui, hoặc buồn, vẻ mặt của những pho tượng này không giống nhau. Vờn quanh thân thể văn sĩ giống như nữ tử này, phát ra từng trận ánh sáng màu vàng nhạt. Đi từ bên trong đám sương mù tới nơi này khiến cho mi tâm của văn sĩ kia cũng có ký hiệu con số. Hắn nhìn thấy Vương Lâm, vẻ mặt mệt mỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần sắc Vương Lâm như thường, nhưng trong lòng cũng dậy sóng. Hắn biết sự hùng mạnh của đám sương mù này, nhưng người trước mặt không ngờ lại có thể tới được nơi đây. Không hề mở miệng, Vương Lâm xoay người trực tiếp bước vào trong cái khe, tiến vào vùng đất cổ mộ. Vị đạo hữu này có thể giúp đỡ một chút được không? Một thanh âm rất dễ nghe giống như của một nữ tử từ trong miệng văn sĩ kia truyền ra. Bên trong thái cổ tinh thần, trong một vùng tinh không vô biên có một cung điện rất lớn trôi nổi, dường như được ẩn giấu bên trong thái cổ tinh thần, không ai có thể tìm được. Trong cung điện hơi có một chút u ám, chỉ có vài ánh nến, trong ánh lửa u ám bất định phát ra những tiếng tách tách rất nhỏ. Nhờ ánh lửa có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất của cung điện này có một cái giếng, mặt nước trong giếng trong suốt như gương, phản xạ ba ngọn nến không thể phân biệt rõ thật giả. Một người toàn thân mặc hắc bào, nhìn không thấy một chút tướng mạo, yên lặng đứng bên miệng giếng, nhìn mặt nước. Bên trong mặt nước kia ngoài bóng của ba ngọn nến còn có một thân ảnh tóc bạc, thân ảnh ấy không ngờ lại là Vương Lâm. Thân ảnh Vương Lâm bị ba ngọn nến kia vờn quanh, giống như đang bị phong ấn. Nhưng ngay lúc Vương Lâm ở thái cổ tinh thần, bước vào trong đám sương mù,
Dưới mặt nước trong giếng bên trong cung điện này bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, bắt đầu run lên, giống như bị một luồng sức mạnh không thuộc về thế giới này quấy nhiễu. Trong lúc rung động, thân ảnh Vương Lâm bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng dần dần tiêu tan. Cổ mộ đột nhiên mở ra, làm nhiễu loạn kế hoạch của lão phu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tĩnh Trung Lao Nguyệt mò trăng đáy giếng, chỉ thiếu có một chút. Người ẩn giấu toàn thân trong hắc bảo kia nhìn hết thảy chuyện này, thanh âm già nua khàn khàn bình tĩnh truyền ra. Hắn giơ tay phải lên, đưa móng tay dài nhỏ hơi uốn lượn điểm lên mặt nước. Nhưng ngay lúc ngón tay lão già toàn thân ẩn trong hắc bảo chuẩn bị điểm xuống mặt nước, chỉ thấy từ bên trong mặt nước đột nhiên có một đạo lam quang nồng đậm chói mắt nổi lên, trong nháy mắt tràn ngập mặt nước và chạm với ngón tay của lão già mặc hắc bảo kia. Không có bất cứ một âm thanh gì, nhưng có một gợn sóng hình tròn ngay lúc lam quang tiếp xúc với ngón tay của lão già đột nhiên khuếch tán ra, hóa thành một lực xung kích tràn ra, thổi vào lão già mặc hắc bào, khiến cho chiếc áo bào phát ra tiếng phần phật. Ta có thể không để ý ngươi thi triển mò trăng dưới giếng lên người hắn, nhưng nếu ngươi muốn giết hắn, ta nghĩ. Một thanh âm bình tĩnh từ bên trong lam quang trên mặt nước truyền ra, sau khi dừng lại, lại nói tiếp, ta sẽ ra tay. Lão già mặc hắc bào kia trầm mặc ít lâu, khàn khàn nói, ngươi không phải là đối thủ của lão phu, ta có thể khiến cho thương thế của ngươi tăng thêm. Thanh âm bên trong lam quang vẫn bình tĩnh như trước, lão già mặc hắc bào không nói gì. Hồi lâu sau, giống như là than nhẹ một tiếng, thanh âm khàn khàn tràn ngập, chúng ta có ước định, năm đó ngươi muốn ta ra tay, ta cũng ra tay rồi, thân thể của vợ con ngươi, ngươi không muốn lấy lại sao, đừng quên ngươi là một trong thái cổ ngũ tôn. Thanh âm trầm mặc từ bên trong lam quang hạ xuống, nửa ngày sau, thanh âm này mang theo vẻ già nua và mệt mỏi, vang lên trong đại điện, ta còn có một phụ thân. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nổ rất nhỏ của những ngọn nến kia. Bên trong đại điện yên tĩnh này, nghe hơi rõ một thanh âm như là đang tự hỏi, chỉ một lần này thôi. Lão già kia chậm rãi xoay người, đi sâu vào trong đại điện, lam quang trong giếng yên lặng tiêu tan. Vị đạo hữu này, có thể giúp đỡ một chút được không? Bên ngoài cái khe vùng đất cổ mộ, trong đám sương mù dày đặc tràn ngập, Vương Lâm bước vào bên trong cái khe, không vì một câu nói này, hoặc vì một thanh âm dễ nghe nào đó mà dừng lại chút nào. Dường như hắn ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không hề nghe thấy những lời này, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng chói mắt, trực tiếp tiến vào bên trong gợn sóng bên ngoài cái khe, sương mù vặn vẹo theo Vương Lâm bước vào, cả người hắn giống như là rời khỏi thế giới này, toàn bộ khí tức tiêu tan không còn dấu vết, thân ảnh hắn trong lúc văn sĩ trung niên còn đang ngẩn người ra trong nháy mắt biến mất không còn, tiến vào bên trong cái khe vùng đất cổ mộ. Vương Lâm không phải là trẻ con, cũng không có tính hiếu kỳ, trong lòng lại càng không có ý nghĩ giúp đỡ người khác làm vui. Văn sĩ trung niên giống như nữ tử kia có thể đi cả đoạn đường tới nơi này, trong mắt Vương Lâm là cực kỳ đáng sợ. Nhân vật như vậy hắn không hề muốn tiếp xúc, ngay cả đối phương có ý tốt, muốn trợ giúp hắn, thì Vương Lâm cũng sẽ không chút do dự bỏ đi. Lúc này thần trí hắn cực kỳ tỉnh táo, so với trước khi tiến vào bên trong đám sương mù của vùng đất cổ mộ này rất khác biệt. Nhưng sự khác biệt này cũng khiến cho hắn cảm nhận được một nguy cơ. Càng nhớ lại những hành động của mình bên trong thái cổ tinh thần, Vương Lâm lại càng cảm thấy không phải là chính mình, mà có một sức mạnh mờ ám tiến vào bên trong cơ thể mình, ở một chỗ rất nhỏ, yên lặng thao túng những suy nghĩ trong đầu mình. Vì thế, hắn vô cùng hãi hùng, nhưng cũng càng cẩn thận hơn, không hề để ý tới văn sĩ kỳ dị kia, ngay khi hắn nói liền nhanh chóng bỏ đi. Văn sĩ trung niên này nhớ mày, vị trí lúc này của hắn chỉ còn cách cái khe vùng đất cổ mộ chưa tới trăm trượng, nhưng dựa vào tu vi hùng mạnh của bản thân cùng với pháp bảo, hắn cũng chỉ có thể đi được đến đây. Tiếp tục tiến lên, hắn không thể làm được, mắt thấy sương mù bốn phía quay cuồng, giống như càng ngày càng mạnh, văn sĩ trung niên này thầm than một tiếng, xem ra muốn lấy bản thể để tiến vào trong cổ mộ là không thể được. Trên mi tâm tên kia không có dấu ấn của cổ mộ, thân phận người này đã rõ, ngoài tên Mãng Phu Thác Sâm có thể làm được như vậy thì chỉ có tên cổ thần đã làm cho phân thân của thất muội diệt vong. Văn sĩ trung niên này ánh mắt lóe lên, giơ hai tay bấm quyết tung một chỉ, lập tức chín pho tượng ở bên ngoài thân thể hắn lập tức liền có từng trận hào quang lóe lên. Dưới một cái vung tay của hắn, hào quang của chín pho tượng này còn tăng lên rất nhiều, những hào quang này nối liền lại với nhau, dường như bao phủ hoàn toàn thân thể hắn. Trong chốc lát, ở bên trong đám sương mù, từ trong hào quang này có thân ảnh một nữ tử đi ra. Nữ tử này tướng mạo tuyệt trần, toàn thân mặc áo trắng, thân thể nàng có chút trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong có chín đạo hào quang lưu truyền. Ngay khi thân ảnh nữ tử này xuất hiện, sương mù ầm ầm cuốn tới, nhảy vào bên trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt, trên mi tâm của nữ tử này xuất hiện một ấn ký mờ mờ. Trong tiếng than nhẹ, nữ tử này bước một bước, tiến vào bên trong cái khe vùng đất cổ mộ. Cùng với thân ảnh nàng bước vào, hào quang bên trong sương mù có chút tiêu tan. Thân thể văn sĩ trung niên từ bên trong lùi lại, đi thẳng về phía sau. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trong lúc lui về phía sau trong lòng thầm nói, chỉ có xuất ra phân thân tiến vào cổ mộ. Trên cơ thể của cổ thần kia mơ hồ vẫn còn dấu vết của Tĩnh Trung Lao Nguyệt, người có thể thi triển thuật này, trong thái cổ tinh thần ngoài hắn ra thì không còn ai khác.
có lẽ ta cùng với cổ thần này có thể hợp tác với nhau. Đại tỷ, bát muội mất tích nhiều năm, nhị tỷ đã tìm được người hợp tác, ngay cả lão tứ cũng bất chấp tất cả hợp tác với tên mãng phu Thác Sâm. Ngũ muội đoạt xá thân thể, La Mộng đạo tôn kia hiển nhiên cũng giúp đỡ. Nếu như ta không tìm được người hợp tác, chỉ sợ sẽ bị cô lập. Văn sĩ trung niên này trong lúc trầm ngâm, dần dần thân ảnh càng ngày càng xa. Ngay khi hắn muốn rời khỏi đám sương mù của cổ mộ này, văn sĩ trung niên kia đột nhiên ánh mắt lóe lên, thân thể bỗng nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn về phía xa xa. Ở đằng xa sương mù quay cuồng, từ bên trong mơ hồ có tiếng gầm nhẹ truyền ra, một luồng khí tức bạo ngược khuếch tán, thanh âm rít gào kia còn ẩn chứa một vẻ điên cuồng. Ngươi không cần phải gọi, bổn thần cũng tự mình đến. Con bà ngươi, câm miệng cho ta, câm miệng, câm miệng. Một trận cười làm xôn xao lòng người trong thanh âm rít gào này truyền ra. Tiếng cười này tràn ngập một vẻ hấp dẫn, giống như là một ma âm. Nhân gia không nói không được, ngươi càng điên cuồng, nhân gia lại càng thích ngươi. Ở cùng với ngươi có thể so với tiên tôn vô dụng kia, rất là vui vẻ. Trong thời gian ngắn, có thể nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ ầm ầm từ bên trong đám sương mù bước ra. Thân ảnh này quá lớn, giống như là một tu chân tinh, nhưng thân thể của hắn không phải tiến về phía trước, mà là đang đi lùi. Hắn chính là Thác Sâm. Lúc này Thác Sâm hai mắt đỏ bừng, dường như là phát điên, thần sắc dữ tợn, nhưng lại có một khí thế bá đạo ầm ầm lan ra. Hắn trong lúc bước đi không ngừng rít gào, đi qua bên người văn sĩ trung niên kia. Đây chẳng phải là tam tỷ luôn luôn sắc láo sao? Tại sao với tu vi bước thứ ba mà lại không vào được cổ mộ vậy? Thanh âm tràn ngập vẻ hấp dẫn kia mang theo một tia giễu cợt từ trên mi tâm của Thác Sâm truyền ra. Văn sĩ trung niên kia cười lạnh, thân thể lui về phía sau vài bước, rời đi xa theo một hướng khác. Thanh âm hắn truyền tới, hồ mỹ tử bản tính khó sửa, từ xa cũng có thể cảm nhận được khí tức ác độc, nhưng vẫn còn kém sự thanh cao của tam tỷ đã từng là thánh nữ của thiên đạo môn, chỉ sợ đến nay vẫn còn là xử nữ. Người năm đó bị tiên tôn bắt tới, nuôi dưỡng nhiều năm, trở thành một lô đỉnh tuyệt hảo. Nhưng đáng tiếc lão già kia không có phúc hưởng thụ, không biết sau này người nào sẽ chiếm được ngươi. Thanh âm mang theo vẻ hấp dẫn kia cười rộ lên, giống như là không thèm để ý, theo thân ảnh Thác Sâm dần dần đi xa. Văn sĩ áo trắng kia trong mắt lóe lên hàn quang, trong tiếng hử lạnh càng chạy đi xa. Bên trong cái khe cổ mộ, ngay khi Vương Lâm bước vào lập tức liền cảm nhận được một sức mạnh truyền tống, chưa kịp thấy rõ toàn bộ nơi này liền lập tức thân thể nhoáng lên một cái, nhanh chóng lui về phía sau mấy trượng, hai tay bấm quyết, bên ngoài thân thể liền có từng trận hào quang vờn quanh, mơ hồ xuất hiện một quang ảnh dung hợp với thân thể. Đây là sự cẩn thận cần thiết, nơi này dù sao cũng là vùng đất cổ mộ, trước hắn có không ít người tiến vào nơi này, cần phải đề phòng. Ngay khi toàn thân Vương Lâm xuất hiện quang ảnh, chỉ nghe thấy nổ ầm một tiếng, có một luồng sức mạnh cường hãn đột nhiên đánh lên người Vương Lâm, va vào quang ảnh bên ngoài thân thể hắn. Cũng may Vương Lâm có tính cẩn thận, trước khi bị đánh lén đã kịp thi triển quang ảnh thuẫn. Lúc này trong tiếng ầm ầm, hào quang của quang ảnh bên ngoài thân thể hắn phát ra vạn trượng, sức mạnh tấn công tới bị quang ảnh thuẫn này khúc xạ, đột nhiên phản kích ra, một tiếng kêu đau đớn dường như có một người đang vội vàng lui về phía sau. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, dường như ngay lúc Vương Lâm bước vào cái khe này liền có người đánh lén, nhưng trong nháy mắt cũng lập tức lui về phía sau. Lúc này Vương Lâm không nhìn rõ xung quanh, nơi đây so với bên ngoài cái khe có chút khác nhau, mặc dù cũng hơi tương tự, nhưng hiển nhiên không phải là cùng một chỗ. Hiển nhiên là ngay khi tiến vào bên trong cái khe, tất cả mọi người đều bị phân tán đưa tới những nơi khác nhau. Bầu trời u ám, mặt đất có sương mù nồng đậm, sương mù này như biển, sâu không thể lường được, chậm rãi chuyển động, thi thoảng lại mở ra như một cái hố đen sâu hun hút, dường như đang đợi để cắn nuốt. Giữa không trung nơi nào cũng có những đài cao trôi nổi, trên những đài cao này có những cái đầu lâu. Liếc mắt nhìn những tảng đá này có rất nhiều, tràn ngập bầu trời, nhìn không thấy giới hạn. Trong khi Vương Lâm tiến về phía trước, có một nam tử trung niên mình mặc đạo bào vội vàng lui về phía sau. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chính là người vừa mới đánh lén. Trên không trung giờ phút này có hơn 10 tu sĩ, những người này giờ đây thần sắc đều rất hoảng sợ. Ngay khi ánh mắt của Vương Lâm quét tới, cả đám đều bất giác lui về phía sau. Bốn phía tràn ngập mùi máu tanh, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lập tức đoán ra những người này không chỉ một lần liên thủ xuất kích, giết chết những tu sĩ đang mê man hoảng sợ khi vừa mới bị cuốn vào nơi này, giết người đoạt bảo vật. Ở đằng xa còn có những tu sĩ giải rác, đang đứng trên những đài cao. Chỉ là những đài cao này dường như có một sức mạnh kỳ dị vờn quanh, mặc cho thần thông tràn ngập, nhưng không người nào có thể phá vỡ tiến vào. Liếc mắt nhìn, nơi đây có mấy trăm tu sĩ, nhưng chỗ này rất rộng lớn, cho nên thoạt nhìn cũng không có cảm giác chật chội. Tính cách của Vương Lâm là có thủ tất báo, vừa mới đến nơi đây đã bị người ta đánh lén, sao có thể bỏ qua. Mà vùng đất cổ mộ này vốn rất nguy hiểm, tất cả đều dựa vào thực lực mà giải quyết. Nếu lộ ra sự mềm yếu, chắc chắn sẽ bị người khác liên thủ vây công. Cho nên ở chỗ này hắn nhất định phải thể hiện sự tàn nhẫn. Trong mắt hắn tràn ngập hàn quang,
nhìn về phía nam tử trung niên đang vội vàng lui về phía sau kia, chân phải tiến lên một bước, hắn đi nhanh như tia chớp, như lưu tinh ầm vang. Tu vi của tu sĩ trung niên này không quá cao, chưa đạt tới thiên nhân đệ ngũ suy, chỉ mới có đệ tam suy mà thôi. Thần thông mà hắn thi triển đánh lén khi Vương Lâm vừa tiến vào nơi này cũng có 9 phần chắc chắn. Bị đánh lén như vậy, cho dù là người có tu vi cao hơn hắn cũng sẽ bị thương. Dù sao bất cứ kẻ nào sau khi bị hút vào nơi này cũng sẽ bị mê man cùng khủng hoảng trong thời gian ngắn. Cơ hội trong nháy mắt này đủ để ra đòn chí mạng. Một khi đánh trọng thương tu sĩ, bọn họ sẽ cùng nhau xông lên. Bọn họ đánh lén đã có ước định, trước khi gặp được cường địch, ước định này vẫn còn có tác dụng. Đương nhiên, cũng có khả năng cao thủ bước thứ 3 cũng bị cuốn vào bên trong cái khe. Nhưng cao thủ bước thứ 3 dù sao cũng quá ít, nếu vì sợ hãi mà bỏ qua cơ hội đánh lén đoạt bảo vật này thì cũng là không có chí lớn. Mặt khác, uy áp của cao thủ bước thứ 3 cực kỳ mãnh liệt, cho dù lúc tiến vào bên trong cái khe cũng sẽ tràn ra ngập trời, vì thế họ cũng không sợ phạm phải sai lầm. Nhưng nam tử trung niên này thế nào cũng không ngờ tới Vương Lâm mặc dù không phải là cao thủ bước thứ 3, nhưng hắn tới nơi này không phải bị lực hút cuốn tới, mà tự mình đi đến, không hề có một chút bối rối hay may mắn nào. Thần thông của hắn ngay khi đánh lên người đối phương toàn bộ đều bị phản xạ trở lại, đánh lên chính thân thể hắn, khiến cho hắn lập tức phun ra máu tươi, tâm thần khiếp sợ, da đầu tê dại, hồn bay phách tán, trong lòng hắn kêu lên không ổn, lui về phía sau, không cần nghĩ ngợi hướng về đằng xa bay đi như tên bắn. Giờ phút này thấy ánh mắt Vương Lâm mang theo sát khí nhìn lại, nam tử trung niên này tâm thần chấn động, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không còn chút máu, trong lúc lui về phía sau cắn răng, đổi hướng nhanh chóng bay vào bên trong đám sương mù. Phản ứng của nam tử trung niên này cực nhanh, hiển nhiên cũng là người có kinh nghiệm chinh chiến. Hắn mơ hồ cũng nhìn ra được sự hùng mạnh của Vương Lâm, hiểu được cho dù mình có lùi lại nhanh hơn nữa cũng không thể thoát được sát kiếp, nên liều chết hạ thân thể xuống, muốn xông vào trong đám sương mù thần bí kia. Tiến vào trong đám sương mù có thể sẽ chết, nhưng nếu không vào thì chắc chắn sẽ chết. Đây là một điều rất dễ hiểu, nhưng cũng là một lựa chọn rất khó khăn. Vương Lâm trong lúc bước tới thân ảnh như cầu vồng, gào thét tiến thẳng tới tu sĩ trung niên kia. Người này lúc này thân thể đang hạ xuống, sau khi nhìn thấy Vương Lâm tới nhanh như vậy, ánh mắt cũng lộ ra vẻ điên cuồng, tay phải vỗ lên ngực, trực tiếp phun ra một ngụm nguyên thần huyết, triển khai huyết độn thuật có thể gây ra cho bản thân thương tổn cực lớn, khiến cho tốc độ của hắn bạo tăng, ầm ầm xông vào đám sương mù phía dưới, sắp sửa tiến vào trong đám sương mù. Người này cũng không tầm thường, đối phương phân tích nhanh, hành động quyết đoán, lộ ra toàn bộ cơ trí và phản ứng của tu sĩ thiên nhân đệ tam suy, nhưng hắn lại đánh lén không thành. Lúc này đối mặt với hắn, Vương Lâm không sử dụng định thân thuật, cũng không thi triển huyết kiếm để chém giết. Những thủ đoạn này Vương Lâm sẽ không dễ dàng để lộ ra. Trong lúc tiến về phía trước, Vương Lâm giơ tay phải lên, đột nhiên hướng về phía tu sĩ trung niên đang sắp sửa chìm vào bên trong đám sương mù kia vung xuống. Dịch thiên ấn lập tức ầm ầm hiện ra, thu hút sự chú ý của tuyệt đại tu sĩ bốn phía. Chỉ thấy trường ấn hư ảo này biến ảo vô biên, với tốc độ không thể tưởng tượng được lao thẳng tới tu sĩ trung niên kia. Tu sĩ trung niên kia trong lúc đang huyết độn đột nhiên tiến vào bên trong đám sương mù, đang định nhanh chóng đi xuống dưới, nhưng lập tức cảm nhận được sương mù bốn phía quay cuồng kịch liệt, một luồng sức mạnh có thể so sánh với thiên uy ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Trường ấn khổng lồ kia ầm một tiếng, dường như phá khai thiên địa trực tiếp rơi lên trên đám sương mù. Đám sương mù cuộn lên nhanh chóng, hướng về bốn phía kịch liệt khuếch tán, lộ ra rõ ràng một trường ấn khổng lồ ở bên trong. Tiếng kêu thê lương thảm thiết bị đè bên dưới trường ấn kia, trong tiếng ầm vang, theo trường ấn từ trên đám sương mù hạ xuống, trong tiếng ầm ầm, trường ấn kia như thể xuyên thấu đám sương mù, trực tiếp tiến vào sâu bên trong, khiến cho bên trong đám sương mù lộ ra một lỗ đen hình trường ấn, nhìn thấy mà giật mình. Bên trong còn có một đám sương máu cùng với nguyên lực còn lại của nguyên thần tiêu tan khuếch tán ra, tu sĩ trung niên kia bị trường ấn xuyên thấu thân thể, tan vỡ mà chết. Toàn bộ chuyện này nói tuy dài nhưng thực tế rất nhanh chóng. Giơ tay giết người, dấu trường ấn lưu lại trên đám sương mù kia dần dần bị sương mù bốn phía che phủ, tuy có chút tiêu tan, nhưng chỉ một cái vung tay mà thành, cũng đã khiến cho tu sĩ bốn phía nhìn thấy rõ ràng. Trong đó có không ít tu sĩ ánh mắt lóe lên, dường như vẫn chưa có ý e ngại, nhưng cũng có chút cẩn thận. Còn có một vài người ánh mắt nhìn Vương Lâm mơ hồ lộ ra vẻ suy tư, cảm giác Vương Lâm có chút quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở nơi nào. Ở đằng xa, phía sau một đài cao đang trôi nổi, một thiếu nữ toàn thân mặc áo đỏ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, chính là nữ tử của Phong Diệt tộc chỉ còn có một mạng. Nàng cùng với đại hán của Phụng Thiên Lang tộc sau khi bị cuốn vào cổ mộ đã bị tách ra. Không biết đại hán kia đang ở nơi nào, nhưng nữ tử này lại ở cùng một chỗ với Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, từng bước tiến về phía trước, nhanh chóng tới gần một đài cao đang trôi nổi ở phía trước. Đài cao này ước chừng ngàn trượng, trên đó có một cái đầu lâu dữ tợn. Đầu lâu này hai mắt mở to, lộ ra vẻ phẫn nộ không cam lòng. Trên mi tâm của nó có một cái lỗ rất lớn, ấn ký trên mi tâm đã bị người ta lấy đi. Nhưng không cần đến ấn ký, Vương Lâm cũng có thể cảm nhận được cái đầu lâu này chính là đầu của cổ thần.
Trên mặt đất ở phía trước có cắm ba cây cờ lớn dài ba trượng, lá cờ rủ xuống không hề động đậy, giống như là không còn sức sống. Đến gần chỗ này, Vương Lâm lập tức cảm nhận được trên đài cao này truyền ra từng trận lực bài xích, hình như có một tầng phòng hộ tràn ngập, ngăn cản tất cả những kẻ bước vào. Đang quan sát, thần sắc Vương Lâm đột nhiên khẽ động, xoay mạnh người nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời lóe lên hào quang, lại có một người sau khi bị cuốn vào được đưa tới nơi đây. Những người này sau khi nhìn thấy người đánh lén Vương Lâm thất bại bị giết chết, hơn 10 tu sĩ trên không trung trong lòng đã khiếp đảm, không dám ra tay đánh lén nữa. Người này là một nữ tử áo trắng, nữ tử này tóc trên đầu đen và dài chạm tới mông, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng ẩn chứa vẻ lạnh lùng như băng. Sự xuất hiện của nàng khiến cho đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại. Hình dáng của nữ tử này so với văn sĩ trung niên mà hắn nhìn thấy lúc ở bên ngoài cái khe cực kỳ giống nhau. Nữ tử áo trắng kia cũng nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt hai người ngay khi chạm vào nhau, ở bên trong cổ mộ này xuất hiện kinh biến. Trên bầu trời u ám đột nhiên truyền đến từng trận tiếng ầm ầm rầu rĩ, từ xa truyền lại, giống như tiếng rít gào giống giận, truyền khắp bốn phương tám hướng. Sương mù bên dưới tạo thành mặt đất, còn quay cuồng kịch liệt, giống như có vô số con ác long qua lại bên trong, cuốn động sương mù như một cơn sóng phẫn nộ. Cả trời đất trong khoảnh khắc này dường như một gian mật thất vốn bị mở ra ngoài ý muốn, đột nhiên lại bị đóng lại, không còn có một chút gió thổi vào, bắt đầu trở nên u ám. Trong thái cổ tinh thần, cái khe bên trong đám sương mù trong thời gian ngắn nhanh chóng khép lại, cuối cùng hoàn toàn đóng chặt, chỉ còn đám sương mù vẫn còn tràn ngập bốn phía, giống như là vĩnh hằng. Trong vùng đất cổ mộ, ngay khi cái khe tiêu tan, ở chỗ của Vương Lâm, hắn lập tức cảm thấy một nguy cơ cực kỳ mãnh liệt ầm ầm từ trong lòng tuôn ra. Chỉ thấy đám sương mù bên dưới quay cuồng, đột nhiên có một cột sương mù 10 trượng xoay tròn phóng lên cao, có một tu sĩ tránh không kịp, bị sương mù này trực tiếp bao phủ toàn thân, trong tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng tử vong. Những ấn ký con số trên mi tâm của hắn hóa thành những ký hiệu lóe lên, hướng về một bên trôi đi. Biến cố bất ngờ này khiến cho mấy trăm tu sĩ bốn phía xôn xao. Trong khoảnh khắc này, những đài cao đặt những chiếc đầu lâu trôi nổi giữa không trung có một bộ phận lực phòng hộ không thể mở ra vờn quanh phía trên bỗng nhiên tiêu tan. Tổng cộng lực phòng hộ của 99 đài cao tiêu tan. Cùng lúc đó, trong đám sương mù phía dưới có hơn 10 cột sương mù lao ra, hễ là tu sĩ bị đụng tới, toàn bộ đều kêu lên thê lương, ấn ký con số trên mi tâm bay ra, hóa thành ký hiệu trôi nổi giữa không trung. Ở bên dưới Vương Lâm cũng có một cột sương mù ầm ầm dựng lên, tốc độ quá nhanh, dường như trong nháy mắt đã tới cách Vương Lâm chưa tới 10 trượng. Vương Lâm không nghĩ ngợi, ngay khi cột sương mù này tấn công tới, bước về phía trước, trực tiếp tiến vào cái đài cao đã không còn lực phòng hộ kia. Ngay khi hắn bước lên cái đài cao này, cột sương mù lướt qua bên cạnh cái đài cao, ầm ầm lao thẳng lên trời, nhưng không gây ra cho Vương Lâm bất cứ một thương tổn gì. Người thông minh cũng không phải chỉ có mỗi Vương Lâm. Ngay khi Vương Lâm bước lên cái đài cao để tránh né, có không ít tu sĩ thân thể đều nhoáng lên một cái, hết người này đến người khác bước lên những đài cao ở gần chỗ của mình nhất. Nhưng những đài cao không còn lực phòng hộ này cũng chỉ có 99 cái, lực phòng hộ trên những đài cao còn lại không hề tiêu tan một chút nào. Vì thế mấy trăm tu sĩ nơi đây khó tránh khỏi có nhiều người cùng bước lên một đài cao. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.